1. Cherry. Quả cherry hay còn gọi là quả anh đào, có các màu từ vàng, hồng, đỏ tươi cho đến tím thẫm. Loại quả này dồi dào các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin, acid chlorogenic, quercetin và camphorol. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp vitamin C và kali. Quả anh đào chua là một trong số ít thực phẩm giàu melatonin, một loại hormone giúp mang lại giấc ngủ ngon. Một số hiệu quả đã được chứng minh của cherry. 1. Giúp chữa bệnh hen suyễn. Người ăn nhiều loại thực phẩm giàu quercetin như quả anh đào tươi có ít nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Ngoài ra, trẻ bị hen suyễn có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin C sẽ ít bị thở khó khè hơn so với trẻ ít ăn thực phẩm giàu vitamin C. 2. Bệnh tim mạch. Các hợp chất chống oxy hóa trong quả anh đào giúp bảo vệ các mạch máu, hạn chế tình trạng kích thích phản ứng oxy hóa có thể làm tổn thương các tế bào trong mạch máu, dẫn đến chai cứng động mạch, và hạ thấp nồng độ MCP1, monocyte chemoattractin protein 1, chất liên quan đến sự xơ vữa động mạch. 3. Chứng viêm khớp. Nước ép anh đào giúp giảm nồng độ các hóa chất gây viêm trong cơ thể như TNF, alpha và ức chế các enzyme gây viêm COX1 và COX2, tương tự như hoạt tính của aspirin giúp giảm đau và sưng viêm liên quan đến chứng viêm khớp. 4. Bệnh gút. Ăn 250g quả anh đào đen mỗi ngày hoặc uống những chế phẩm chiết xuất từ quả anh đào có tác dụng làm giảm hàm lượng axit uric trong máu, ngăn ngừa bệnh gút. 5. Chứng mất ngủ. Nước ép anh đào có chứa melatonin, một loại hormone có vai trò điều hòa giấc ngủ. 6. Tâm trạng. Tryptophan, serotonin và melatonin trong nước ép anh đào giúp điều chỉnh cảm xúc và giảm lo âu, cũng như giảm hormone căng thẳng cortisol. 7. Phục hồi cơ bắp. Nhờ chứa các hợp chất ngăn ngừa những tổn hại do hiện tượng oxy hóa gây ra, nước ép anh đào có khả năng hạn chế những tổn thương cơ bắp và tăng tốc độ phục hồi sau luyện tập nặng. Bạn hãy thử thưởng thức những quả anh đào tươi mọng hoặc đông lạnh với sữa chua, muesli, một loại ngũ cốc ăn sáng, phô mai tươi, fromage fries, salad trái cây hoặc với bất kỳ món tráng miệng nào. Sinh tố, nước ép anh đào và táo chính là loại thức uống bổ dưỡng có tác dụng chống oxy hóa, hoặc nhúng anh đào với sô-cô-la đen tan chảy để có một món tráng miệng lành mạnh sau bữa tối. Chef4Happy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong các video khác. Xin cảm ơn.